Hello, xin chào các bạn. Trước mặt mình là chiếc xe Avalanche năm 2013 đến năm 2015 của một vị khách hàng bên Gò Vấp qua shop mình nâng cấp. Đây là Bilet Titan Black nhiệt màu 5K nha các bạn nha. Vị khách hàng này thích chơi lé nha các bạn. Đó, mà thấy không? Rất là chất luôn, phong cách xì chai hot nhất năm 2021 luôn ha. Rất là nhiều xe đã lên và rất là ngầu, như điểm danh là xe Winix nè các bạn. Rồi gồm có thêm nữa là Vario. Tiếp tục sau đây, đây là chiếc xe mà mình đánh giá rất là ngầu ha. Đó, các bạn nhìn thấy là một con to, một con bé nè. Nhìn nó cái kiểu nó rất là lạ các bạn ha, rất là lạ. Rồi, quả Bilet Titan Black nhiệt màu 5K này thì nó gồm có là bassin, rồi mở đèn, rồi rất là hay ha. Bassin là được bassin ban ngày, tất cả dòng Bilet đều có tính năng này các bạn nha. Rồi bassin nhìn anh ơi mới. Đó, nó sáng rất là khủng luôn các bạn. Sáng rất là ngon luôn. Code của nó thì mình đánh giá rất là đẹp ha. Rất là đẹp luôn các bạn, rộng và nét ha. Rồi ok, mở chế độ code. Code sáng lịch sự, không gây chói mắt người đi ngược lại các bạn nha. Không gây chói mắt người đi ngược lại ha. Đó. Rồi bắt xin luôn em, bắt xin chung luôn các bạn. Khi đề máy thì sẽ bắt xin chung, tắt đèn em. Tắt đèn bắt xin ban ngày luôn các bạn, bắt xin ban ngày nè. Đó, bắt xin ban ngày nè. Ở bên trái thì vị khách hàng này có làm thêm bóng chiếu sáng là bóng XHB70L7. Thì cái bóng chiếu sáng này lúc trước thì cũng rất là hot các bạn. Thì hiện nay thì nó ra rất là nhiều bóng đèn. Rất là nhiều bóng đèn luôn. Mà bóng này thì không có sáng bằng những bóng đèn sau này các bạn nha. Các bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm thì inbox mình sẽ tư vấn thêm ha. Và đây là địa chỉ shop mình, 235C đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Các bạn số điện thoại mình là 0346669686 ha. Cửa hàng mình tên là Độ Đèn Xe Máy Son Anh. Thì vị khách hàng này đến shop mình thì làm thêm một cặp còi Denso nè các bạn nha. Bóp còi mà luôn mình. Và cặp xi nhan. Đôi đi nhan trước sau luôn bạn, rồi mở nhan đi em. Đó. Sáng cực kỳ, các bạn nhìn thấy cái tường các bạn. Chói mà vị khách hàng này không dám nhìn vô luôn các bạn. Sáng rất là sáng ha. Đó, các bạn thấy không? Rồi ok, mở đèn ưu tiên mà luôn, đèn ưu tiên mà luôn. Rồi ưu tiên xài công tắc em, xài công tắc ở dưới phía dưới á, không có xài ưu tiên nâng cao đó. Làm trước sau luôn đôi xi nhan nè các bạn nha, sáng rồi. Rồi ok, cái là ngầu ha. Rồi bây giờ mình xin quay ngược về cho các bạn xem nè. Code nè các bạn, đó. Hiện tại đang trong nhà, các bạn sẽ thấy nó, thấy không? Tuy là một quả bi thôi nhưng mà nó rất là đẹp, sáng rất là đẹp các bạn. Bắt xin nè các bạn. Đó, bắt xin nè. Bên kia gồm có bóng XHB L7 nữa nha. Rồi, ok, phía sau. Rồi, tuyệt vời ha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video shop mình nha. Cảm ơn rất là nhiều. Sáng, rất là sáng các bạn, xin nhanh nè. Rồi.